Trung tâm thương mại Yongmo Long Biên nằm trên đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội, cách trung tâm thủ đô khoảng 15 tới 20 phút di chuyển bằng xe máy qua cầu Vĩnh Tuy, là một trong những dự án có quy mô lớn thứ 3 ở Việt Nam và đầu tiên ở Hà Nội của tập đoàn Yongmo Nhật Bản. Dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 200 triệu đô la Mỹ, sử dụng 9,6 hectare đất, có tổng diện tích xây dựng hơn 110.000 m², với cơ sở trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, cùng uy tín thương hiệu và kinh nghiệm hơn 200 năm trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý vận hành thành công chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại Yongmo Long Biên được kỳ vọng tạo ra một phong cách dịch vụ mua sắm, giải trí mới và hấp dẫn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thủ đô, tạo sức thu hút phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và thúc đẩy đầu tư kinh doanh trên địa bàn thành phố và liên kết hợp tác trong vùng.